Tình này nhẹ chính thức gửi lời chào tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay và một lần nữa mình cũng cảm thấy rất là vui bởi vì sau một quãng thời gian khá là dài thì Hoàng Dũng đã có cơ hội được gặp lại nhạc sĩ Đức Chí. Không biết là anh có còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ạ? Anh lại tưởng em quên, hóa ra là em nhớ. Anh sao là không nhớ được? em giữ cái điều này bây giờ em mới nói để em xem là anh có nhớ không. Em có nhớ anh nói gì với em không? Chúng tôi gặp nhau và Sing My Song 2016. Mà nói về độ nhớ thì tôi chắc chắn là tôi nhớ gì mà. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ rằng là cái lúc mà ở trong cánh gà thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy sẽ chọn về đội của tôi hoặc là đội của Giáng Son. Thế mà đi ra sân khấu, anh Lê Minh Sơn đã đưa có vài câu thôi, tôi ảnh về với đội của Giáng Son. Đúng không ạ? Anh nhớ đúng không? Đúng rồi, em vẫn nhớ. Và anh vẫn nhớ rằng anh rất là ấn tượng với bài hát đầu tiên của em ở vòng em hát bài R&B. Có thể anh không nhớ tên bài hát nhưng đó là một bài rất là hay. Và sau đó anh Lê Minh Sơn có bắt em là phải hát R&B đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì cái bài hát đỉnh cao của bạn ấy là cái bài Hoa Bay đúng không ạ? Bài hát Chơi Cha. Và tôi nói như thế để tôi muốn nhắc lại rằng là chúng tôi mời đến đây những con người không phải chỉ có giọng hát mà còn là những tài năng. Tất nhiên là Vũ cũng là một giọng hát hay, một viết bài hát cũng hay. Và Hoàng Dũng, trước khi mà tôi biết bạn ấy là người viết bài hát thì bạn ấy thì The Voice cũng là một giọng hát rất là hay và thật sự ấn tượng đấy. Mà sau này anh còn nghe nói là em còn chơi đàn cũng hay nữa. Em cũng vừa vừa thôi ạ, cũng dùng được ạ, không được lỗi nào. Bạn ấy đánh guitar hay lắm ạ. Đánh và tất ra rất là cái chất. Thành ra là những cái từ đó chúng tôi mới muốn nói rằng là với những người mà hát bài hát của mình, kể những câu chuyện của mình giống như chúng tôi, kể những câu chuyện của chúng tôi cho các bạn nghe, thì điều đó nó sẽ thú vị hơn là chúng tôi mời đến đây một MC hoặc là một cái script, một cái gì đó. Chúng tôi không có một kịch bản nào cả. Chúng tôi biết nhau, tôi ở trong dõi theo bạn ấy từ rất lâu và rất thích những bài hát của bạn ấy từ sau cái sự mà sau, và rất là vui là em đã thành công rất nhiều sau cái tình hình. Cảm ơn em và cảm ơn quý vị bởi vì là Hoàng Dũng nghĩ đây là một cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Nhưng mà cách cái 7 năm tại sân khấu của một cuộc thi, lúc đấy thì anh chỉ làm giám khảo, làm huấn luyện viên, còn Hoàng Dũng chỉ là một thí sinh thôi. Và Hoàng Dũng cũng không nghĩ được rằng là cũng không tưởng tượng được trước rằng là cái khoảnh khắc như thế này nó sẽ xuất hiện lúc nào và trông nó sẽ như thế nào. Nhưng mà Hoàng Dũng tin rằng là bây giờ mình đang đứng ở trong khoảnh khắc đó và quý vị cũng vậy. Vì thế nên là mong rằng tối nay tất cả chúng ta sẽ cùng enjoy âm nhạc, cả lấy mình cùng với nhau, được không ạ? Chắc có lẽ một vài quý vị sẽ thắc mắc tại vì sao lại là ném câu yêu ở không trung, đúng không ạ? Thì khi mà Hoàng Dũng viết ca khúc này, cái khung cảnh ở trong đầu Hoàng Dũng nó là một cậu trai lúc này đang thầm thương trộm nhớ một cô bạn học cùng lớp của mình. Và khi chàng trai ấy ngồi ở trên tầng thượng của ngôi trường mình học, chàng trai có tình cờ nhìn thấy cô gái mà mình thích đang đi ở phía dưới. Và lúc này thì chàng trai quyết định rằng là sẽ viết những lời yêu, viết những tâm tư tình cảm của chính bản thân mình. Bởi vì hồi đấy là học trò mà, đâu có dám nói ra, đâu có dám tỏ tình cái thích cậu hay là anh yêu em, mà viết tất cả những tâm tư tình cảm của mình vào trong một tờ giấy, gấp nó thành một chiếc máy bay và ném lên không trung để xem là số mệnh có đưa chiếc máy bay đấy đến với cô gái mà mình thích hay không. Đó là cái hình ảnh mà Hoàng Dũng tưởng tượng ra khi mà Hoàng Dũng viết nên ca khúc Ném Câu Yêu Vào Không Trung để nói về sự tương tư.
cả những kiểu mối quan hệ thì những người quyết định sẽ yêu xa là những người hết sức bản lĩnh. Bởi vì nếu như cho bản thân Hoàng Dũng lựa chọn rằng là mình có dám yêu xa hay không thì chắc là Hoàng Dũng sẽ không dám lựa chọn đâu, bởi vì nó có quá nhiều là thử thách. Anh chị có ok không ạ? Anh chị có dám? Nghe đến vấn đề nhạy cảm đó thì tiếp theo là thế nào em cũng hỏi đến anh. Thưa với em rằng là có anh nhờ thế mà anh mới có bài hát Hình Như Chưa Bắt Đầu và Khi Giấc Mơ Về. Đó là cái khoảng thời gian mà anh ra đi học ở Mỹ và gửi một cái tình yêu vào không trung, không vào không trung nhưng mà gửi vào một cái anh là mailbox. Không, thầy đó chưa có email cũng chưa có gì, anh gửi vào một cuốn băng cassette và gửi đến mà không biết là có nghe không, nghe nói sau này có nghe mà không biết còn hiểu không. Đó là bài hát Như Chưa Bắt Đầu ạ. Và rồi cứ tưởng như là có thể quay về lại được nhưng mà cái thời gian cái không gian nó không cho phép, cho nên mới có những cái câu như kiểu là bên kia thì trời nắng xanh, bên đây mây sáng lạnh, những cái bài hát đó. Thành ra là chúng ta đều là những người viết bài hát, chúng ta kể những câu chuyện của xung quanh chúng ta, đôi khi là của chính chúng ta mà chúng ta cũng không dám nhận, tại vì lỡ nhận vào thì nó cũng phiền một chút, đúng không ạ? Nhất là bây giờ anh không có nhận bài hát nào là anh viết tặng ai cả. Khi nãy anh nói là nói chơi cho vui thôi, chứ còn anh viết là tặng vào không trung ha. Đúng là cũng nên như thế anh ạ. Những cái ca khúc về yêu xa của anh Chí có lẽ là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều rồi đúng không ạ? Là những ca khúc mà sẽ có những cái sự sâu lắng nhất định, có những cái sự buồn nhất định. Nhưng mà với ca khúc ngay tiếp theo đây sẽ là một cái ca khúc mà vui tươi. Bởi vì khi mà Hoàng Dũng nghĩ về yêu xa, Hoàng Dũng muốn bày tỏ cái sự khâm phục với những người đang ở trong những mối quan hệ yêu xa và muốn tiếp thêm động lực cho những người đang yêu xa và nói với họ rằng là các bạn là những người đang lựa chọn những cái quyết định hết sức là bản lĩnh. Và Hoàng Dũng muốn ở đây để động viên cho các bạn hãy tin vào tình yêu của mình. Thì là chơi nhạc trữ tình, chơi nhạc gì thì dễ rồi, mà cho chúng tôi phải chơi những nhạc bài nhạc trẻ thì đó là một sự thử sức. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng làm hết mình của chúng tôi được trẻ lại với các bạn ấy. Đúng không ạ? Có những cái thời điểm thì bọn em lại muốn trưởng thành hơn và chững chạc hơn để giống như các anh. Và thật sự thì em nghĩ là cái quãng thời gian em hoạt động và chính thức hoạt động âm nhạc đến bây giờ thì nó cũng chỉ là gọi là còn con thôi so với những anh chị ở đây. Nhưng mà thật sự là cái hình ảnh của những người nhạc sĩ, của những người nhạc công ở trên TV, ở trên màn ảnh nó ấn tượng em rất là nhiều. Những cái sự quý phái, những cái sự classy, sự trưởng thành và sự gọi là gì ạ, sang chảnh. Mọi người có thấy sang chảnh không ạ? Đây là những thứ mà khi mà còn là học sinh, còn là một cậu bé thôi, Hoàng Dũng đã được nghe, được thấy ở trên TV, ở trên băng. Ngày xưa thì nhà vẫn còn sử dụng băng cối. Và sau này là đĩa CD, Hoàng Dũng đã được nghe rất là nhiều những ca khúc, xem rất là nhiều những hình ảnh. Với những cái hình ảnh như thế này từ hồi bé rồi. Vì thế nên là những sân khấu có dàn nhạc luôn luôn là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với Hoàng Dũng. Và có những cái lúc mặc dù là tuổi của Hoàng Dũng, thì thưa quý vị, tuổi của Hoàng Dũng rất là nhỏ thôi, đáng tuổi em, thậm chí là cháu hay là con của tất cả quý vị ở đây. Nhưng mà nhiều khi mình cũng muốn mình hóa thân vào cái sự quý phái, sang trọng đó để xem bản thân mình như thế nào. Và trong cái khoảnh khắc đó thì Hoàng Dũng có viết một bài hát. Và cái bài hát này thì được rất là nhiều anh chị em đồng nghiệp cũng như là quý vị khán giả nhận xét rằng là đây là ca khúc không giống Hoàng Dũng nhất trong số những ca khúc mà Hoàng Dũng viết ra. Và đây là ca khúc già nhất mà Hoàng Dũng viết ra cho đến bây giờ. Có lẽ là cũng không biết phải nói gì thêm về ca khúc này để cho nó hợp lý hơn và nó mượt mà hơn để dẫn vào. Nhưng mà khi mà Hoàng Dũng viết ca khúc này thì Hoàng Dũng đã suy nghĩ tới những hình ảnh như thế này. Và mong rằng là khi mà
ngày hôm nay Hoàng Dũng cũng như tất cả mọi người chơi nhạc ở đây, mọi người cũng sẽ thấy cái hình ảnh đó thuyết phục. Anh chị có muốn nói gì không ạ? Em thì em chờ đợi. Không, tất nhiên là bởi vì là những điều em nói là những điều của anh cũng định nói. Đó là một bài chúng tôi có nhiều lý do để có những bản phối như những cái bài hát. Có những bài hát có đất cho bản phối. Thì bài hát sắp tới đây, mặc dù nó là một cái bài hát mang dáng chấp rất là kinh điển của quốc tế, đó là nhạc pop, thì nó có đều có những cái công thức chung. Bài hát đó là một bài hát rất là kinh điển, tức là cái kiểu của bài hát kinh điển. Và chính vì thế nó có đất để dàn nhạc được chơi. Và khi anh đã nghe bài hát này của ban nhạc Màu Nước Công Dụng chơi, thì anh đã thấy rằng là nó xứng đáng để có một dàn nhạc lớn hơn để trình diễn, để cống hiến cho tới quý vị. Và đó chính là cái điều mà những cái đêm nhạc ở Music và Salon muốn quý vị được có một cái dịp trải nghiệm nghe lại những bài hát quen thuộc với một dàn nhạc biên chế lớn hơn. Mà Hoàng Dũng cảm thấy vinh dự, Hoàng Dũng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cái này không phải là bởi vì là anh Chí mời em hay là em nick anh đâu, nhưng mà trong rất là nhiều những chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khắp nơi trên cả nước thì Hoàng Dũng nghĩ rằng sẽ hiếm có chương trình nào đầu tư một dàn nhạc như thế này tại một không gian tối ưu như thế này, và bài trí tất cả mọi thứ đều rất là trọn vẹn như thế này. Không biết là quý vị có thấy xứng đáng hay không, nhưng mà đối với những người nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Hoàng Dũng cảm thấy mình lời nhiều lắm, bởi vì đến đây được hát rất là thích, khán giả rất là nhiệt tình, dành những tràng pháo tay rất là lớn, và được sống trong một cái không gian rất là chất lượng về âm nhạc, Hoàng Dũng cảm thấy mình lời rất là nhiều. Thậm chí là buổi sáng ngày hôm nay khi mà rehearsal, Hoàng Dũng rất là phân vân không biết là mình có nên dẫn được cái đĩa này không, bởi vì là trông nó đẹp quá. Không biết là đây có phải là rất là sợ nó xước. Thật sự mọi thứ ở đây rất là đẹp, và để có được chương trình ngày hôm nay thì không thể nào thiếu không chỉ là những con người như anh chị ngồi ở đây đâu ạ. Không chỉ có những nhạc sĩ, những ca công hết sức tài năng ở đây, mà còn rất nhiều đằng sau kia nữa. Một lần nữa thì xin một tràng pháo tay cho tất cả những người thực hiện chương trình. Xin phép được gửi tới quý vị một sáng tác của Hoàng Dũng được viết ở trong bối cảnh nếu chúng ta có một cái khái niệm gọi là vũ trụ của Hoàng Dũng, thì có lẽ là cái ca khúc tiếp theo này và ca khúc Ném Câu Yêu Vào Không Trung lúc nãy chính xác là nằm trên một dòng thời gian. Ném Câu Yêu Vào Không Trung là một ca khúc về tương tư, đúng không ạ? Và ở giữa hai ca khúc này còn một ca khúc nữa, nhưng mà bởi vì ngày hôm nay không biểu diễn ở tại đây nên là chúng ta sẽ không nói tới. Ca khúc tiếp theo mà Hoàng Dũng chuẩn bị biểu diễn tới đây là giai đoạn tiếp theo sau tương tư và sau mối tình đầu, là khi mà hai người ở trong câu chuyện này đã chia tay được 10 năm. Không biết là có quý vị nào còn nhớ về mối tình đầu của mình không? Hoàng Dũng nghĩ là hỏi câu này thì nó cũng hơi nhạy cảm, nhưng mà Hoàng Dũng nghĩ rằng là mối tình đầu nó là một cái thứ gia vị hết sức là đặc biệt cho tâm hồn của chúng ta. Nó không phải là một cái thứ gì đó khiến cho chúng ta nhớ mãi hay là khiến cho chúng ta không thể nào vượt qua, nhưng mà sẽ luôn luôn khiến chúng ta nó giống như là khi mà chúng ta có một cái vết rách ở trên chiếc áo của mình, và chúng ta tìm cách vá nó lại bằng một tấm hình hay là một hình họa gì đó rất là dễ thương. Thì Hoàng Dũng nghĩ rằng mối tình đầu của chúng ta sau khi chúng ta chia tay nó cũng giống như thế. Nó không xấu, nó cũng không đẹp, nhưng chắc chắn là nó sẽ không mất đi và sẽ luôn ở đó. Câu chuyện tiếp theo đây, khi mà hai người đã chia tay được 10 năm, cái chàng trai ở trong câu chuyện này đứng tại một sân ga và có tình cờ gặp lại người yêu mối tình đầu của mình thời xưa. Chàng trai có phát hiện ra và muốn vẫy tay để chào mối tình đầu của mình, nhưng mà không biết là vì cố ý hay là vô tình mà cô gái
không nhìn thấy sự vẫy tay đó của chàng trai và lướt qua một cách lạnh nhạt. Đó là một cái hình ảnh mà nó đã gây một cái ấn tượng rất là mạnh đối với chính bản thân Hoàng Dũng. Và để Hoàng Dũng viết ra ca khúc ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc được mang tên Đoạn Kết Mới. Thật ra thì bài vừa rồi đã kết được rồi. Nhưng mà bây giờ thông thường là các bạn mà quý vị mà đã từng đi xem show thì quý vị thấy người ta hay kết giả ta và hành tráng mà kết là như thế. Anh cũng định là kết như thế, mà kết giả để cho người ta đứng dậy ta vỗ tay và ta như thế nữa. Cho khán giả đi chuẩn bị đi đến cửa rồi quay lại rồi quay lại là xin rồi. Nhưng mà cái màn nó ít khi nào ở Việt Nam mà làm được, tại vì khán giả là hay sợ là lấy xe đông thành ra là bỏ đi luôn. Đó là hai màn mà khoảng hai loại là người sẽ tranh thủ lại đấy đấy, đúng rồi. Cho nên là bao giờ là anh cũng thử như thế mà thường lần nào cũng fail, và may quá hôm nay là anh có nói rằng là bạn kết mới. Thật ra anh nên nghĩ lại, suy nghĩ là cái kết rằng là sẽ không cho người ta biết là bao giờ kết cả, kết đầu vòng luôn và kết là kết luôn. Cho nên là quý vị ơi, cái bãi xe ngoài kia rất là rộng, quý vị cứ từ từ vào bãi xe. Và sau đây là một bài hát rất là nổi tiếng mà tôi rất là thích, bài Làng Thơ. Cho Hoàng Dũng xin quý vị hai điều. Đấy là nếu quý vị thuộc thì chúng ta hát cùng với nhau. Và thứ hai, nếu như quý vị có flash thì cho Hoàng Dũng xin thắp sáng buổi tối ngày hôm nay ạ. Hình này nhẹ như gió. Chào.